tượng đã quá khích, đã đốt pháo sáng. Bắt đầu là xe vẫn ngồi đó chạy. Hôm nay là tôi đang đứng có mặt tại trung tâm nhà hát lớn thành phố Hải Phòng. Các cổ động viên đã đi cổ động cho đội bóng của Việt Nam. Hiện nay là lực lượng chức năng cảnh sát rất đông đứng ở sân nhà hát lớn để dẹp những cái phần tử quá khích để cổ vũ đội bóng đá Việt Nam. Nếu mà phần tử nào quá khích quá thì là sẽ bị giữ. Đấy, cảnh sát công an quận Hồng Bàng, công an phường Hoàng Văn Thụ đứng đây rất là đông để làm công tác rồi cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự rất là đông để như vậy làm công tác bảo vệ an ninh, chống gây rối trật tự tại trung tâm nhà hát lớn. Hôm nay cổ động viên tại thành phố Hải Phòng rất là đông, cổ động viên cho bóng đá Việt Nam thắng 1-0 Thái Lan, vô địch SEA Games, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Hiện nay tôi đang đứng ở đường Điện Biên Phủ, hiện nay tôi đang đứng ở đường Điện Biên Phủ chứng kiến những người hâm mộ, chứng kiến những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Hiện nay bóng đá Việt Nam đã thắng Thái Lan 1-0, vô địch SEA Games. Mời quý vị và các bạn xem chương trình cổ động viên Hải Phòng cổ động bóng đá Việt Nam. Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Hiện nay rất đông người. Lỗi gì ấy? Hiện nay đoàn người này từ trên nhà hát lớn thành phố Hải Phòng mang cờ sao vàng của Việt Nam đi cổ vũ cho đội bóng đá Việt Nam thắng đội Thái Lan 1-0, vô địch SEA Games. Những người cổ vũ đi từ nhà hát lớn thành phố Hải Phòng đi về đường Lê Hồng Phong. Hiện bây giờ toàn người đang ở đường Điện Biên Phủ và di chuyển xuống đường Lê Hồng Phong và tiếp tục đi khắp thành phố Hải Phòng để cổ vũ cho bóng đá Việt Nam. Rất là đông. Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Hiện nay là bóng đá Việt Nam, đội bóng đá nữ thắng, đội bóng đá nam thắng. Do vậy là cổ động viên Việt Nam, cổ động cho đội bóng đá của nước nhà rất là nhiều, rất là đông. Pháo hoa rực trời, rực lửa, rực khắp đường đi. Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Đông lắm các bạn ơi, đông lắm, đông lắm. Như vậy là đoàn người đi sẽ thông đêm đến sáng để cổ vũ cho bóng đá Việt Nam. Đoàn người diễu hành để cổ động cho bóng đá Việt Nam đã đi đến đường Lê Hồng Phong, hiện nay rất là đông. Nào là ô tô, nào là xích lô, nào là xe kéo, xe ba gác đều có hết, đều tập trung để như vậy là
kèn kêu rất là to. Hiện nay ở khu vực đường Lê Hồng Phong là đường rất rộng, cho nên là người đi đông thì đông nhưng vẫn không bị tắc đường, không như ở trên đường nói rát cổ đấy các bạn, nói thế thôi mà rát cổ đấy. Trên đường Hoàng Văn Thụ này, đường Trần Phú này rất là đông. Đến bây giờ là dòng người bắt đầu thưa dần đi, họ đã tản mạn đi các nơi rồi. Đấy, thì còn lác đác một vài người là mang cờ hoa đi rồi mang kèn đi thổi thôi. Đấy, đây là tinh thần bóng đá của Việt Nam. Tiếp tục là một đoàn người nữa, cổ động viên từ trên đường Trần Phú, nhà hát lớn đi về đường Lê Hồng Phong. Dòng người đi như là thác đổ, họ đi không có hàng lối nào cả, đi đến ngã năm thì một lối đi về đường Lê Hồng Phong, một lối đi về đường Đà Nẵng, một lối đi về đường Lê Lai, và một đoàn người thì đi vọng ngược lại lên khu nhà hát lớn, không đi xuống đường Lê Hồng Phong nữa. Rất là đông, chắc là có lẽ cả đêm nay chẳng. Phía xa xa là một cái đèn pháo sáng đã được đốt lên cho những thanh niên gọi là những cổ động viên của Hải Phòng đấy. Pháo sáng rất là sáng, những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới bay, một chiếc xe ba bánh của Thương Binh cũng chở đoàn người đi diễu hành. Rất là đông. Bây giờ đoàn người bắt đầu là thông thoát ở đường Điện Biên Phủ và bây giờ đi xuống đường Lê Hồng Phong. Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Đây là lời của những cổ động viên Việt Nam để cổ động cho bóng đá Việt Nam. Việt Nam chiến thắng, Việt Nam chiến thắng, Việt Nam chiến thắng. Rất là đông. Bây giờ dòng người bắt đầu là từ trên đường Điện Biên Phủ, đường Trần Phú rồi nhà hát lớn đi về đường Lê Hồng Phong. Nói chung là những người hâm mộ bóng đá đi rất là chấp hành luật giao thông. Họ không đi ra đường của ô tô mà toàn đi vào đường của xe máy và xe thô sơ thôi. Đấy, cứ xa xa kia các bạn kia là như vậy, là rất đông cổ động viên. Đông lắm, rất là đông. Vừa đi vừa thổi kèn, vừa vẫy cờ chúc mừng đội bóng đá Việt Nam, chúc mừng đội bóng đá nữ Việt Nam, chúc mừng đội bóng đá nam Việt Nam đã chiến thắng toàn thắng trong SEA Games 31. Đông lắm, dòng người vẫn chảy như thác đổ, chưa dừng lại, vẫn chưa kết thúc, tiếp tục. Đấy, đông lắm, vẫn đang chảy về đường Lê Hồng Phong, vẫn tiếp tục chảy những cổ động viên của phong trào bóng đá Việt Nam. Rất đông, cờ hoa biểu ngữ, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay để chào mừng đội tuyển Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam thắng, đội tuyển nam Việt Nam thắng trong kỳ SEA Games 231 này. Bây giờ dòng người tiếp tục đổ về,
phía xa xa kia là một chiếc cờ của Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc, à nhược cờ của Hàn Quốc, cờ của ông Park Hang Seo. Nào là xe máy, nào là xe ô tô bán tải, nào là taxi, nào là xe ba bánh, xe như vậy là thậm chí là một cái xe đấy, là một cái xe này nữa, là gọi xe này xe hút bể vốt, cũng tham gia như vậy là đi diễu hành cổ động cho bóng đá Việt Nam. Như vậy là tinh thần bóng đá rất là cao quý, tinh thần người dân Việt Nam rất là hồ hởi. Phải nói rằng bao nhiêu năm nay bây giờ mới có một ngày cổ động viên Việt Nam hào hứng và phấn khích như vậy. Không những ở thành phố Hải Phòng mà còn toàn quốc là Hà Nội và các thành phố khác, Hồ Chí Minh và các thành phố khác, nhân dân và những cổ động viên cổ động cho bóng đá Việt Nam đều ra ngoài đường, đều như vậy là chúc mừng đội bóng đá Việt Nam. Hiện bây giờ là rất là đông, bóng đá Việt Nam chiến thắng, bóng đá Việt Nam chiến thắng, Việt Nam chiến thắng, Việt Nam chiến thắng, rất là đông, bây giờ rất là đông, hiện nay bây giờ là đông lắm. Nào là người lớn cũng có, người già cũng có, rồi trẻ em đi theo bố mẹ cũng có. Nào là cờ đỏ sao vàng to, cờ đỏ sao vàng bé, rồi như vậy các logo treo trên đầu, trên trán của các cháu là Việt Nam vô địch rất là nhiều. Đấy, thấy chưa? Đấy, một ô tô đi như vậy 4-5 chiếc kèn thổi, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới chúc mừng đội bóng đá Việt Nam đã chiến thắng. Hiện nay tôi đang đứng ở đường Lê Hồng Phong, trung tâm ngã năm thành phố Hải Phòng. Quay lại cảnh cổ động viên bóng đá Việt Nam cổ động cho đội bóng đá nữ và đội bóng đá nam. Hiện bây giờ dòng người càng ngày càng đông, không hết, càng ngày càng nhiều đổ về đường Lê Hồng Phong và đi tỏa xuống Dương Kinh, tỏa lên Lạch Tray và đi khắp thành phố để chúc mừng, chào mừng đội bóng đá Việt Nam chiến thắng. Và giờ này tôi cũng xin dừng lại clip ở đây. Xin hẹn lại quý vị và các bạn chương trình sau, SEA Games sau, để đội Việt Nam chiến thắng thì tôi lại tiếp tục đăng clip lên, quay một số hình ảnh về cổ động viên của Hải Phòng chiến thắng, cổ động viên của Hải Phòng mừng chiến thắng. Đua xe, các tay lái xe điêu luyện. Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, dòng người đi như thác đổ. Lá cờ của Tổ quốc Việt Nam bay phấp phới để chào mừng đội bóng đá Việt Nam, bóng đá nữ, đội bóng đá nam trong kỳ SEA Games 31 này đã chiến thắng toàn bộ phần toàn diện.